Mai xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với bản tin thời sự 18 giờ 30 chiều nay, thứ tư ngày 24 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật. Đánh giá cao tinh thần quyết tâm của Sở Tài chính Hưng Yên trong việc cố gắng nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2023. Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2024 tổ chức sáng nay. Kết quả năm 2023, các nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước trên địa bàn đều đạt và vượt chỉ tiêu dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2024, Sở Tài chính cần tiếp tục tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn tài chính nhà nước gắn với huy động các nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển khu vực sự nghiệp công, tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn lực kinh tế. Nhân dịp này, Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên đã được trao tặng huân chương lao động hạng nhất vì có thành tích xuất sắc trong quản lý ngân sách nhà nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đã thành thông lệ, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khoảng nửa tháng, tại nhà máy công ty sản xuất hàng thể thao Tân Đệ, chi nhánh Hưng Yên đã sẵn sàng hàng nghìn phần quà Tết được chuẩn bị kỹ càng để trao sớm cho người lao động. Năm nay, với mục đích hướng tới sử dụng hàng nông sản địa phương, sản phẩm OCOP các địa phương, mỗi công nhân của nhà máy sẽ nhận được giỏ quà tri ân từ công ty với những đồ dùng, thực phẩm thiết yếu dịp Tết như bia, gạo nếp, chè, nước mắm, măng khô, bột nhĩ miến. Mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng và 500.000 đồng tiền mặt tặng lì xì. Toàn bộ quà tặng được công ty đựng trong thùng nhựa chắc chắn và có thể tái sử dụng nhiều lần. Ngoài phần quà chế độ lương thưởng Tết cuối năm của người lao động tại công ty cũng được đảm bảo bằng một tháng lương trung bình năm, dao động từ 7 đến 15 triệu đồng một người, cao hơn trung bình năm 2023. Hình ảnh bãi đỗ xe chở đầy những quà tặng và niềm vui phấn khởi của mỗi công nhân lao động đã trở thành động lực để công ty tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong sản xuất kinh doanh trong năm tới. Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 08 ngày 23 tháng 1 năm 2024 gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh miền Bắc về việc chủ động phòng chống rét đậm, rét hại kéo dài. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất mùa đông năm 2023-2024. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét, tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống đói rét dịch bệnh đối với cây trồng vật nuôi thủy sản. Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông phổ biến kiến thức, hướng dẫn, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét hiệu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe, tránh nguy cơ nhiễm độc khi đốt than củi để sưởi ấm trong phòng kín, chỉ đạo lực lượng y tế tuyến cơ sở bảo đảm cơ số thuốc chữa bệnh cần thiết, tổ chức khám chữa bệnh cho người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có tổng đàn trâu bò trên 35.000 con, đàn lợn trên 500.000 con và khoảng 9,5 triệu con gia cầm các loại. Trước diễn biến thời tiết rét đậm, rét hại như hiện nay, đàn vật nuôi rất dễ nhiễm bệnh và lây lan nhanh nếu không được phòng chống rét kịp thời. Người chăn nuôi cần chủ động che chắn, củng cố chuồng trại tránh rô lùa, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ chuồng trại. Có thể đệm thêm lớp lót chuồng bằng rơm trấu. Có thể tăng cường sưởi ấm bằng bóng sưởi củi đốt, cùng với đó là bổ sung khoáng chất, nước men tiêu hóa, vitamin trong thức ăn để tăng cường sức khỏe đàn vật nuôi. Cụ thể, đối với trâu bò cần dự trữ nguồn thức ăn xanh và bổ sung tinh bột như ngô, cám gạo, không chăn thả khi thời tiết lạnh sâu. Với đàn gia cầm, có thể tăng lượng thức ăn giàu dinh dưỡng, bổ sung chất điện giải và các loại vitamin, thường xuyên dọn dẹp chuồng trại, giữ vệ sinh và theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh để chủ động phòng ngừa và có biện pháp xử lý kịp thời. Theo thông tin từ trạm khí tượng Mẫu Sơn, nhiệt độ tại đỉnh Mẫu Sơn vào sáng nay là khoảng âm 2 độ C. Toàn bộ đỉnh núi Mẫu Sơn tiếp tục được bao phủ trong lớp băng giá. Hiện tượng kỳ thú này được dự báo kéo dài thêm 1-2 ngày nữa, vì thế khu vực này càng ngày càng thu hút đông du khách. Ngày 23 tháng 1, khu du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình đã thu hút hơn 2.000 lượt khách lên ngắm băng giá. Do đường nhỏ, nhiều đoạn xuống cấp, mù trời. Trong khi đó, rất đông du khách dùng phương tiện xe ô tô, mô tô ngược núi lên Mẫu Sơn ngắm băng giá, dẫn đến có những thời điểm ở nhiều cung đường nhỏ dẫn từ chân núi lên đỉnh Mẫu Sơn đã có hiện tượng tắc đường cục bộ. Ngành chức năng cảnh báo du khách cần chú ý lái xe an toàn khi di chuyển đến khu vực này, đi đúng phần đường và theo sự chỉ dẫn của cơ quan chức năng địa phương, đặc biệt là không nên dừng xe giữa đường để chụp ảnh, trò chuyện.
Cục Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho biết, hiện nay qua ứng dụng VNEID, công dân ở bất cứ đâu cũng có thể tố giác tội phạm, đặc biệt là phòng tránh tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân. Từ tháng 7 năm 2022, C06 xây dựng tính năng trên ứng dụng VNEID cho phép công dân có thể gửi tin tố giác tội phạm trực tiếp từ ứng dụng điện thoại đến công an cấp xã, tin báo về tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở. Từ khi triển khai đến nay, đã có trên 15.900 kiến nghị phản ánh được người dân gửi qua ứng dụng VNEID, trong đó có trên 11.400 thông tin về an ninh trật tự được công an cấp xã các cấp tiếp nhận, kiểm tra xác minh, như các vụ việc về trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đánh bạc, ma túy. Việc triển khai tố giác tin báo tội phạm qua ứng dụng VNEID nhanh chóng được chuyển trực tiếp đến phần mềm tố giác tin báo về tội phạm của công an cấp xã, phường. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra xác minh giai đoạn 2 của vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Hưng Yên có liên quan đến dự án khu đô thị phía Bắc, đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5 do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long là chủ đầu tư. Quá trình điều tra xác minh, mặc dù chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa nộp tiền sử dụng đất, các nền đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, song từ năm 2005 đến nay, Công ty Thăng Long đã ký hợp đồng chuyển nhượng trên 2.700 lô đất trái quy định, thu tổng số tiền hơn 1.700 tỷ đồng. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1982, trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ những vi phạm của những cá nhân liên quan để xử lý theo quy định. Chuyển sang phần tin quốc tế, trầm cảm ở người trẻ được cho là vấn đề xã hội đáng báo động. Tại Hàn Quốc, tỷ lệ người trong độ tuổi 20 mắc trầm cảm hiện đã cao gấp đôi so với năm 2018. Một nhóm các nhà phát triển địa phương đã tìm ra phương pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện sức khỏe tâm thần của một cá nhân dựa trên thói quen sử dụng điện thoại di động. Phát hiện sớm là chìa khóa để chống lại bệnh trầm cảm, nhưng hầu hết những người mắc bệnh đều không nhận ra nó hoặc phát hiện thì đã muộn. Giờ đây trí tuệ nhân tạo đã giúp xác định người dùng điện thoại có cần điều trị tâm lý hay không. Bằng cách cài đặt chức năng trí tuệ nhân tạo vào điện thoại thông minh, nó sẽ tự động phân tích kiểu sử dụng ngôn ngữ của người đó bằng cả lời nói và văn bản. Quá trình chẩn đoán sẽ mất từ 2 tuần đến 1 tháng. Ưu điểm rất lớn của chức năng này là thông tin cá nhân được bảo vệ. Nhóm nghiên cứu cho biết, các tín hiệu liên quan đến phân tích sức khỏe tâm thần thường xuất hiện khi nói chuyện với bạn bè và gia đình vào buổi tối, nhiều hơn so với nói chuyện với đồng nghiệp vào ban ngày. Bất chấp giá rét và gió mạnh, các nhà khảo cổ Serbi mới đây đã phát hiện một di tích khải hoàn môn thời La Mã rất hiếm gặp ở khu vực Ban Căng có niên đại từ thế kỷ thứ 3. Các nhà khảo cổ Serbi đã phát hiện địa điểm khảo cổ này vào khoảng 872 tại Viminacum, cách thủ đô Belgrade khoảng 70 km về phía đông. Và đến nay, họ vẫn đang tiếp tục khảo sát địa điểm này. Theo đó, kiến trúc khai quật được là một khải hoàn môn đã bị sập với nhiều chân cột. Theo các nhà khảo cổ, đây không phải là kiến trúc phổ biến ở Đông Nam châu Âu và là khải hoàn môn đầu tiên kiểu này được ghi nhận ở khu vực. Dựa trên dấu tích còn lại, có thể xác định kiến trúc này được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 3 và nằm trong khu dành cho tầng lớp trên của thành phố. Sử dụng diêm để tạo nên các tác phẩm nghệ thuật không phải là điều mới mẻ, nhưng thổi hồn vào những que diêm để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc có kích thước như thật không chỉ đòi hỏi tài năng sáng tạo mà còn cần người nghệ sĩ có lòng kiên nhẫn rất lớn. Và đó là điều mà một nghệ sĩ người Croatia đã làm được. Tác phẩm điêu khắc tạo hình một nghệ sĩ piano sử dụng tới 210.000 que diêm với tên gọi Nghệ sĩ Dương Cầm là một trong những tác phẩm tâm đắc của nghệ sĩ người Croatia Tomislav Horvat. Ngoài những que diêm, anh còn sử dụng cả một cấu trúc hỗ trợ từ giấy hoặc là gỗ để tạo nên tác phẩm có kích thước giống như một chiếc đàn thực sự. Anh Horvat bắt đầu theo đuổi việc tạo ra các tác phẩm bằng diêm có kích thước như ngoài đời thật từ năm 2013. Tác phẩm ban đầu của anh là tạo hình nhân vật trong phim Bố Già, được tạo nên bởi 117.000 que diêm.
Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.